Xin chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Francis Dinh, là chuyên viên địa ốc tại khu vực Dallas, Fort Worth, Texas. Hôm nay Francis sẽ dẫn mọi người đi thăm một căn nhà đang được rao bán tại thành phố Plano, zip code 75093, một zip code rất là tốt ở thành phố Plano. Căn nhà này diện tích là gần 3.000 square feet, sẽ có 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm full bath. Được xây năm 1993, đây là một căn nhà một tầng, là custom built tại cái thời điểm đó. Khi bước vào bên trong căn nhà, chúng ta sẽ có một không gian mở rất là rộng, trần nhà cao 11 feet. Bên phải chúng ta là một living space thứ nhất của căn nhà. Ngay khu vực này là một phòng ngủ đầu tiên và một phòng full bath ở đây. Phòng ngủ này được chuyển thành phòng làm việc. Cảm giác rất là sang trọng ở đây nha mọi người. Bước vào là không gian bếp. Nhà này có một kiểu thiết kế bếp rất là hay, là cái bếp nằm ở chính giữa ngay cái island này. Xung quanh là countertop và nhiều cabinet, tạo cảm giác rất là thoáng và rộng rãi. Có hai cái lò nướng và một cái microwave. Ngay phía dưới cái đèn này chúng ta có thể để một cái bàn ăn ở đây, bàn nhỏ, để gia đình có thể xung vầy, tạo một cảm giác rất là rộng, có thể nhìn ra hồ bơi thông qua một giấy cửa sổ, đem nhiều ánh sáng tới. Phòng khách ở đây đã được remodel lại rồi. Cái lò sưởi trần cao 11 feet. Chúng ta có rất là nhiều cabinet ở đây nha. Điểm đặc biệt của căn nhà này là có một cái giếng trời chiếu xuống cái bếp, làm cho cái bếp nó sáng lên bằng cái ánh sáng tự nhiên. Kế bên đây, sau lưng bếp là một khu vực phòng ngủ. Sẽ có hai cái phòng ngủ bên trái và bên phải. Và cái nhà vệ sinh ngay chính giữa gọi là Jack and Jill, dành cho các anh chị nào có con nhỏ, có thể hai anh em có thể chia sẻ cho nhau cái phòng tắm này và không bị ai làm phiền từ bên ngoài. Chủ nhà ở đây họ tỉ mỉ. Đây là những cái tiểu tiết trong cái căn nhà mà họ làm lên để nó làm căn nhà nó đặc sắc. Họ trang trí những cái này. Bên ngoài ở đây cũng có. Mọi người thấy ở trên không? Hết một viền căn nhà đều là được ốp những cái crown đó. Ngay kể cả ở dưới đây cũng vậy. Ngay khu vực này là khu vực của phòng khách. Hồ bơi ở nhà này được thiết kế nằm ngay chính dưới của căn nhà. Nó là một hình chữ U vì hướng bên kia, bên này và ngay phòng master. Gia đình có thể nhìn thấy cái sân và hồ bơi để có thể thấy con cái của chúng ta đang bơi ở ngoài bên kia. Khu vực lò sưởi của căn nhà này đã được ốp gạch nâng cấp lên, nhìn đẹp lắm. Một cái điểm thú vị của căn nhà này là gia chủ là một người đầu tư, chịu đầu tư vào căn nhà, xây một cái quầy bar ở đây để có thể cung cấp thức ăn hoặc là thức uống dành cho những ai đang vui vẻ ở ngoài cái hồ bơi. Và có một cái đèn bên đây có thể đặt tượng hay là hoa ở cái khúc này. Nó tạo cái điểm nhấn cho căn nhà. Trước mặt là khu vực máy giặt máy sấy. Còn đây là khu vực phòng master bedroom. Có một cái khoảng ở đây để có thể đặt bàn làm việc. Và đây là khu vực phòng ngủ. Phòng tắm bên trong đã được nâng cấp lên. Phòng tắm đứng rộng ở bên trong. Closet rất là thoáng, walk-in closet có thể đi vào bên trong. Có thể vừa hơn một cái queen size bed luôn nha mọi người. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài vườn để coi nha. Hồ bơi, một cái cảm giác rất là gần gũi ở trong cái nhà này là vì cái hồ bơi nằm ở ngay chính giữa. Căn nhà nó bao quát xung quanh cái hồ bơi luôn. Đây thì không có nhiều cỏ, được láng hết bằng xi măng rồi, cho nên chúng ta không phải chăm sóc nhiều.
ta đi xuống cái vườn phía sau nha. Đây là cái vườn phía đằng sau của căn nhà. Nó có đủ một cái không gian nhỏ cho mình để có vườn, muốn trồng cái gì cũng được nha mọi người. Phát sự đang đứng ở khu vực hồ bơi tại căn nhà này có hai cái điều thú vị mà Phát sự muốn chia sẻ cho mọi người. Thứ nhất là cái quầy bò ở đây. Nếu như mà anh chị nào có những cái sở thích là muốn ăn uống hay là chill drink ở bên ngoài thì ở đây chúng ta có quầy bò, có thể mở cửa ra vô để lấy đồ ăn thẳng từ đó luôn thay vì vào đi bên trong vào căn nhà. Cái thứ hai là cái sự tiện nghi và cái đặc biệt khi mà người ta thiết kế có cánh cửa ở đây. Khi mà chúng ta bơi xong đi thẳng lên đây vô cánh cửa, đi thẳng vô bên trong của cái phòng tắm luôn thì không có sợ là ướt hay là bẩn căn nhà. Đây là một cái điểm thú vị trong cái sự thiết kế của cái ngôi nhà này nha mọi người. Với một căn nhà đầy đủ sự tiện nghi, một tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, diện tích gần 3.000 square feet và nằm ở một vị trí rất là tốt ở thành phố Plano. Đó chính là zip code 75093. Con cái có thể đi học ở Plano ISD, Plano West là trường high school cực kỳ tốt ở khu vực Dallas này. Cái giá nó sẽ là 775.000 cho ai muốn sở hữu căn nhà này. Nếu như mọi người có câu hỏi hay là thắc mắc gì về khu vực Dallas, Fort Worth, Texas thì liên hệ Francis tại số điện thoại 214 940 5666. Chào mọi người.